cô tên Trương Thị Khi, năm nay cô 56 tuổi. Cô ở Long An. 56 tuổi. Long An là huyện nào cô? Huyện Cần Đước. Cần Đước. Dạ, xin mời chị. Dạ, con chào chú, chào chị, chào quý khán giả. Con tên là Hồ Thị Cẩm Vân, năm nay con 30 tuổi. Wow. Con cũng ở Long An. 30 tuổi mà trẻ. Thế là chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi hả? Dạ, em làm dâu mẹ được 7 năm 4 tháng. Wow, mình có mấy bé rồi chị? Dạ, em chưa có bé nào hết. Chắc cũng đây là niềm mong mỏi của cô phải không ạ? Đúng rồi. 7 năm 4 tháng rồi. Dạ. Ai đăng ký để mẹ con tham gia chương trình này? Dạ em. Nó đăng ký mà nó giấu, nó đâu có nói. Tới chừng chương trình mời cái điện mà nó không biết sao nói cứ mẹ ơi, mẹ đừng có la con nha, con nói này mẹ đừng có la. Mà hỏi cái gì cứ nói đại đi. Cứ mà giờ con không biết nói từ đâu nữa. Cái hỏi mà sao cái gì cứ nói đại. Mẹ, con đăng ký chương trình mẹ chồng nàng dâu của mẹ có coi phải không? Con đăng ký rồi, giờ người ta mời rồi sao? Thôi trời ơi, giờ mẹ đi làm sao rồi đi được? Giờ cái nó nói con không biết nữa đâu, mấy mẹ xin nghỉ được không mẹ? Cái ta nói đã để mẹ về mà cây cây. Trời, nó sợ, nó mượn chị, nó là cứ điện mẹ giùm em đi, em không dám điện. Nhưng mà lên chương trình vui mà cô hả? Đúng rồi, chương trình này cũng tốt. Dạ. Vui chứ đâu có gì đâu. Dạ. Nhưng mà nó cũng sợ, nó sợ là tự nhiên nó giấu, nó đăng ký hay sao không? Mẹ không đồng ý hay sao á. Cũng sợ mẹ không tham gia. Đúng rồi đó. Rồi dù sao giờ mẹ con cũng đang ngồi đây rồi, chúng ta bắt đầu chia sẻ. Đúng rồi. Dạ. Lần đầu tiên mà gặp con dâu tương lai của mình á, cách đây 7 năm 4 tháng đó, thì cô cảm giác thế nào? Hồi đó thì nói với anh trai cô thì đi học chung. Dạ. Giờ nó tới nhà chơi thì cũng thấy nó hiền, cũng vui vẻ, mà chưa có nghĩ là dâu. Sau rồi anh trai cô nó đi nghỉ vụ, giờ cái đi thăm á, cái nó mới nói cho con đi theo thăm tiếng Anh với. Giờ cô đồng ý. Là lần lần về, giờ anh trai cô mãn nghĩa vụ về, giờ này nó tới nhà nhà này chơi hoài, giờ chắc gia đình cũng thương hay sao á. Giờ kêu bước tới thì thôi, thì cô chú cũng bước tới luôn. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng á, điều gì để lại ấn tượng cho chị nhất? Lúc mà em nghe chồng nói thì chồng nói là mẹ cũng dễ lắm, mẹ thoáng lắm, mẹ thoải mái lắm. Nhưng mà về thì em cũng sợ, lần đầu tiên gì gặp mẹ em sợ lắm. Thấy mẹ làm sao mà sợ? Không, nói chung là tâm lý lần đầu tiên mình đi về. Những lần mà mình về thì chỉ như bạn học trong lớp thôi thì cảm giác bình thường. Còn cái lần đó mà chồng nói là dắt về cho mẹ xem, tự nhiên em sợ. Ủa mẹ thấy vui vẻ mà, cũng như bên dâu lắm mà. Đúng rồi. Cũng phát sinh lắm mà. Mẹ dễ chịu lắm, không có gì hết á. Cái đó chắc tại do tâm lý quá. Tâm lý đúng không? Rồi sau đó về làm dâu thì có sợ nữa không? Từ từ về thì mẹ cũng gần gũi, mẹ nói chung là mẹ thân thiện lắm. Mẹ thoáng, mẹ dễ chịu lắm nên không có sợ. Trời, mới về làm dâu vậy chứ nó cũng lo lắm con. Khuya 4 giờ là lo dậy rồi. Dậy quét vườn, quét đồ, sột. Cha nó nói, bà không kêu nó ngủ. Tớ nó kêu mà nó không ngủ, ông nói, bà nói đại đó. Ngủ đi con, quét sột, cha mày sột, không ngủ có được. Nói giết mấy ngày sau nó mới ngủ á. Chứ là nhà thì không uống nước trà, không gì hết, dậy sớm làm chi. Dạ. Tại đây con cứ ngủ đi, đừng có dậy. Tại vì nó còn nhỏ, nó đi làm. Dạ. Ngủ dậy đang lo đi làm. Chứ mình ở nhà thì không tỉnh, sáng mẹ dậy mẹ làm chứ có gì đâu mà dậy quét chi cha mày ra cả. Mới chịu ngủ ra. Cơm nấu nước này kia có phục vụ tốt như nàng dâu không? Dâu cô thì nó không có nấu cơm. Tại vì nó đi làm. Chiều về tới nhà là cơm nước cô xong rồi. Giờ về thì mẹ con xúp lại dọn lên ăn vậy thôi à. Chị hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì chị ha? Hợp nhau nhất chắc là đi làm đẹp hoặc là nấu ăn hoặc là bài biển hoặc là xíu vậy. Nghe làm đẹp cười, mẹ chồng cười rồi. Thấy là người chị tin lắm nè. Rất là hiện đại luôn đúng không? Đúng rồi. Làm đẹp sao cô mua sắm hay là... Nó thích nhất là trang trí trong nhà. Nhất là đám tiệc. Là cái bông cái... Mẹ, mẹ để con mua bông cho. Về đặng chân dọn rồi là mê nhất. Rồi còn đi siêu thị đi mua sắm quần áo có hợp gu với nhau không? Cô mà hơi chuẩn bị không, nó nghe đi đám cưới con cậu con gì gì đó là nó vũ chị hai nó lại hai chị em đi mua đầm cho mẹ. Chị em nó thích sao về cô bận mà thấy cũng đẹp. Cũng dễ ha. Cũng dễ á. Đúng rồi. Chị em nó cũng thẩm mỹ. Trong nhà mình đó cô, hai mẹ con có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Nó đi mặn tối ngày chắc cũng gì đó nói là không hợp. Về nhà thì cái gì nó cũng mẹ chứ đâu có nghĩ gì đâu mà nói không hợp. Cứ tối sáng đi tối về. Đúng rồi. Còn hãy chủ nhật á thì cho nó về bên chị xui anh xui chơi.
Dạ. Vậy nó đâu có ở nhà. Có bao giờ mẹ con tranh cãi về cái việc nào đó chưa? Chưa. Chưa luôn. Chỉ có cái nó buồn là cái kiểu như nó thì chưa có con, hay ham uống thuốc đi này đi kia tùm lum hết trơn á. Mà chồng á thì cũng ham cũng đi nhưng mà không có phối hợp. Thuốc người ta đưa uống một tháng, cái uống dài tháng mấy hai tháng. Nhưng mà mình có đi khám bác sĩ là? Có đi khám bác sĩ trước. Dạ. Xong rồi sau bắt đầu nó mới đi bên cổ truyền á. Mẹ chồng ưng con dâu điều gì nhất? Ngoan. Nó biết nghe lời. Dạ. Giỏi lắm. Đẹp nhỏ xíu chứ giỏi lắm. Mấy cô mấy bác nó khen hoài à. Nó trời ơi bác Tư này, thím con nó ngốc nó đẹp một chút mạnh nó giỏi. Cái gì cũng được hết á. Còn em thương mẹ chồng điều gì nhất em gái? Con thương mẹ nhất là giống như là mẹ không có nghĩ con là con dâu. Mẹ xem con như là con gái vậy. Nói chung là bất cứ cái vấn đề gì mẹ cũng lo lắng cho con á. Có bao giờ mẹ làm mình xúc động chưa? Dạ cũng có. Nói chung là mẹ làm con xúc động nhiều thứ đó. Đi hốt thuốc về uống thì mẹ sắc sẵn hết cho hai chồng con. Chỉ cần đi về là thuốc là mẹ phân sẵn rồi, là của đứa nào thì đứa đó uống thôi. Nhưng mà mẹ cũng tâm lý nhiều. Nói chung là nhà thì cũng có thêm một chị dâu nữa, một chị gái nữa. Mẹ không bao giờ mà tạo cho tụi con có cái áp lực như là mẹ phân biệt đối xử hết đó. Thậm chí hai đứa con dâu mẹ thương điềm với nhau đó. Chứ mẹ không có phân biệt là mẹ thương đứa này, mẹ ghét đứa kia. Cái đó là cái hay nhất đó. Chứ nếu mà mình nhích đứa này ghét, giảm đứa kia chút sẽ có sự tranh luận trong gia đình. Dạ. Cô chỉ mong là chị em nó trên thận dưới hòa thôi. Dạ. Hiện tại cái điều gì mà chị đang lo lắng và đang buồn nhất không? Cái điều mà em lo lắng và buồn nhất thì là hai vợ chồng là chưa sanh cho mẹ được đứa cháu nào hết thôi. Em đi cũng rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà những lần đầu tiên giống như là đi thì chỉ hai vợ chồng em đi thôi. Đi thì những lần đầu thì cũng giống mẹ. Rồi thôi hai chồng tự ơn đi mình. Xong đi uống thuốc, đi riết hoài cũng không có kết quả gì. Cái thôi em chán em bỏ, em không đi nữa. Em nói thôi giờ trời cho sao chịu vậy đi. Khi nào có là có. Rồi thời gian gần đây nhất á, là giống như là ba với mẹ á, nghe người ta chỉ đi là tận tuốt ở ngoài Xuyên Mộc Vũng Tàu á chị. Xa lắm, đi khoảng mấy tiếng đồng hồ mới tới lận. Ba với mẹ cũng đi theo, hai chồng em nữa. Ba mẹ đi, ủa chị chồng em cũng đi theo nữa. Đi ra tới ngoài rồi hốt thuốc về uống. Thì thầy nói là hốt về uống một tháng. Xong mình quay lại bệnh viện, mình kiểm tra lại rồi mình đi tiếp. Thì đem thuốc về uống. Mà chị biết uống thuốc bắc á, nó nhiều lắm. Đúng rồi. Một tháng á, sắp về trời em thấy em ngán em sợ luôn á. Nhưng mà về em đi làm. Rồi mẹ ở nhà lúc đó mẹ chỉ có đi làm. Mẹ ở nhà thì mẹ phon ra mẹ sắc sẵn cho hai chồng em. Thì ra là ba mẹ chồng cũng rất là thương con dâu. Cũng yeah. Mong ngày mà khai hoa nở nhụy ha. Đúng rồi, mong con là cứ nội. Đi theo con dâu suốt vậy đó. Tôi biết tôi mặn một mùa lúa. Bán được có 9 triệu mấy thôi. Dẫn con đi một lần một là hết rồi. Nhưng mà đi biết mấy lần mà nói mà về. Uống tới chừng lần sau mà nghe thầy nói thôi khỏi ra nữa. Nay tốt rồi đó. Về cứ từ từ. Cứ thoải mái đừng có nghĩ gì hết á. Là từ từ chừng nào nó có là nó có. Cũng về khuyên nó hoài biểu con đừng có để ý tới. Có không có gì không có sao hết á. Nói vậy chứ ham lắm nhưng mà nói đại vậy. Dạ. Cho nó nghe nó yên tâm. Không có kệ nó. Cứ từ từ chừng nào có. Cái này tâm lý có khi đôi khi lo từng ngày. Đúng rồi đó, nó lo quá thì nó tâm lý dạ. Nó cũng sẽ không được. Dạ. Mẹ chồng thương con dâu quá hả? Có bao giờ kêu con dâu lại ngồi nói chuyện nhỏ to tâm sự này kia không? Có chứ. Cái nhà của cô thì dâu Út ở này với bà nội đó. Còn dâu kế ở kế bên. Và chị nó ở kế bên. Còn cô thì tại vì ông xã làm việc nhà nước á, giờ ở nhà của cơ quan. Cô cứ ở với ông xã. Hãy chiều chiều về là mẹ con xúm lại ngồi nói chuyện là có gì kể nhau nghe. Nói chuyện đã chút rồi thôi về cô về. Hãy có chuyện gì nó điện. Nó muốn nấu cái gì ăn thì điện. Mẹ ơi về ăn lẩu mẹ. Con nấu lẩu rồi vậy đó. Nhưng mà có bao giờ chị làm cho cô buồn chưa cô? Chưa, không có buồn, cô không có buồn đó. Nhưng mà có cái dụ như hai chồng nó mà không ưng á, về nhìn nó là biết liền. Nó không có dám nói mà nó buồn. Chỉ có hai chồng nó thôi là mệt rồi. Nhưng hai chồng giận nhau thì cô xử ai? Đứa nào chặt thì xử đứa đó. Mà hầu như chắc con trai cô chặt. Tại vì nó lo quá, còn con trai cô nó không có lo. Ham chơi lắm. Có khi nào mà anh chị bỏ thuốc mà cô phát hiện được không? Nó thì không bỏ, mà cái ông kia bỏ. Ây cha. Mà hai người phải uống đều đó hả? Thì đó. Biết đâu ngày nào đó
Dạ. Sau đúng chương trình này, sau chương trình này mình có cháu thì sao? Đúng rồi. À. Cái tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu gắn chặt với nhau, yêu thương nhau thế là hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Tới khi nào có là dạ, có thôi. Thương lắm, không có không? Nó đi làm về mà nó thấy mẹ đâu rồi, về tới cửa rồi nó kiếm rồi. Tính vậy mới thương con dâu nhiều hơn ha. Đúng rồi. Không có tạo áp lực cho nó. Không có đây tạo là lực một trong bà mẹ chồng rất là hiểu con nè. Trên này vui. Dạ. Rất là tốt. Dạ. Đúng rồi. Để cho mẹ con hiểu nhau. Hiểu nhau dạ. Hơn. À, hôm nay thì em ngồi đây em có muốn nhắn nhủ với mẹ điều gì hay không? Muốn nhắn với mẹ là hả? Mấy chị em con lớn rồi mẹ ơi. Tụi con có thể cũng tự biết lo cho bản thân tụi con nên mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe đi. Mẹ đừng bận tâm gì tụi con nữa. Tụi con hứa tụi con sẽ cố gắng lo cho bản thân gia đình tụi con để bà với mẹ không phải buồn lòng gì tụi con nữa. Hay quá. Cô muốn nói gì với con dâu không? Chị nói nó thôi, cứ thoải mái đi. Cái nào cha mẹ lo được thì lo, còn cái nào không được thì tự lo. Còn vấn đề con cái thì có hay không cũng không có sao. Thì cứ vợ chồng sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Hai mẹ con ôm chặt nhau cái nào? Cái ôm này ở nhà nó ôm tối ngày à. Ôm tối ngày đúng không? Ôm chặt, ôm phải chặt, hôn mẹ đi nào. Đó, dễ thương ha.